Máy lọc nước từ không khí Wadergen là một công nghệ tối tân đã được cấp bằng sáng chế của Israel, giúp tạo ra nguồn nước uống sạch dồi dào và có khả năng tái tạo với chi phí thấp bằng cách lọc trực tiếp từ không khí. Chúng tôi lọc không khí, làm sạch, sau đó sử dụng công nghệ biến thành nước uống được. Việc làm sạch không khí dễ hơn làm sạch nước. Độ tinh khiết của nước được đảm bảo nhờ bộ xử lý lọc cặn, khoáng hóa than hoạt tính. Đồng thời, các vi sinh cũng được xử lý bằng đèn TUV. Máy có hai chế độ cấp nước nóng và lạnh. Ngoài ra, còn có thể vận hành bằng năng lượng mặt trời.